Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh của Gao Bạc TV. Ok anh em, thì trước giờ ấy, cái chuyện phụ nữ có bầu là cái chuyện hết sức là bình thường rồi đúng không anh em? Nhưng mà ngày hôm nay ấy, mình sẽ giỡn với cô Ngân là mình sẽ bảo là mình có bầu để xem phản ứng của cô Ngân như thế nào nhá. Chắc chắn là bà sẽ không tin đâu, nhưng mà nói chung là chúng ta cũng giỡn cho vui thôi. Ok. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Gao Bạc TV trong ngày hôm nay. Ok anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ đi chung với cô Ngân và chúng ta sẽ cùng nhau nhảy vào xưởng cơ khí, một cái khu vực mà có vẻ là nó khá là đông người, nhưng mà cho tới khi mà Gao Bạc nhảy tới xuống đây thì có vẻ là không còn ai cả, có vẻ là bọn địch đã thấy được cái sự lợi cơm mơ nó hại của Gao Bạc rồi, cho nên là nó cũng sợ, rất là sợ hại điện. Vâng, những cái thứ hiện đại thì thường hại điện, mà mình thì lại là một cái thứ khá là hiện đại cho nên là mình cũng rất là hại điện luôn. Uầy, cơ bản là đầy kia có một thanh niên rồi và mình thấy là nó đang đi lút đồ. Cầu thôi nha. Mình thấy là những cái phát đạn của mình đã làm thanh niên kia yếu và mình đã hạ gục được một thanh niên rồi. Cơ bản là cái thanh niên này nó nhìn rất là ngáo tàu. Ok. Thế là đã có một kill hạ gục bằng AN94 đến từ vị trí của Gao Bạc. Gao Bạc đang có một cái khả năng bắn rất chi là ok luôn. Chắc ok này. Anh em cứ ngồi. À em. À đúng rồi. Anh ơi, anh có một việc muốn thông báo với em. Một cái việc hết sức là quan trọng luôn. Em có muốn nghe thấy nó không? Không. Tại sao vậy? Thì không. Anh ơi, hôm nay anh bị ốm ấy. Anh bị ốm cao luôn, anh bị sốt cao luôn. Anh cứ toàn bị nôn, bị ốm, bị nghén. Rồi sao nữa? Anh thường xuyên có những cái dấu hiệu như là buồn nôn, chóng mặt, thèm chua. Thôi, tào lao rồi đó. Nói tiếp đó là biết tào lao rồi á. Anh có những cái triệu chứng như là buồn nôn, chóng mặt, cái thèm chua chẳng hạn. Thôi ông ơi. Giờ nó nhẹ mà anh. Anh không thèm có thèm dùng ngọt. Thuốc à? Này, im để anh nói. Anh không có thèm ngọt, anh chỉ thèm chua thôi em ạ. Bây giờ như thế nào em tính đi? À nhầm, anh nghĩ là anh đã có bầu rồi. Mua quên chỗ thai chưa? Hôm qua cũng có thử rồi nhưng mà nó chưa ra thai. Có bầu với con nào nhỉ? Anh có bầu với con bé cô Ngân. Chắc liên quan. Anh đang có bầu. Bầu đang rất là to. Thôi, tào lao rồi đó. Anh đang có bầu thiệt. Anh chắc có bầu ngay. Hôm bữa anh nắm tay em cái rồi anh có bầu rồi. Chắc nắm tay có bầu ngay. Thật, hôm qua anh đi khám bác sĩ bảo anh là chắc đàn ông có bầu ngay. Là anh bắt đầu có bầu từ cái hôm mà cười hắn. Anh có bầu rồi. Ủa anh kể chuyện cười hả? Anh nói thật, bây giờ trên thế giới đàn ông mang bầu đấy thầy. Thiệt. Có trong phim mà chắc có đâu. Ngoài đời cũng đàn ông có bầu đấy. Làm lai không? Nhưng mà anh cũng là một người có bầu. Anh muốn lên ấy gì đó. Anh nằm tay em. Chuyện lạ Việt Nam à? Anh nằm tay em đi, bây giờ anh có bầu rồi. Anh muốn lên chuyện lạ Việt Nam đúng không? Không có chuyện lạ. Hay là chuyện lạ thế giới? Anh sắp được lạ rồi. Anh sắp trở thành giống như cái động vật trong hành tinh ấy, nó nhốt vào cái chuồng xong rồi tới khi nó. Ê, vậy là anh đi phẫu thuật hả? Đi phẫu thuật rồi anh biến thành BD. Em tại sao em lại bảo là người yêu của chứ em còn gì nữa? Không, nhưng mà ý là anh. Thôi, em mẹ BD. Anh BD có bầu rồi. Anh có bầu rồi. Thôi. Bác em là tác giả của bào thai của anh. Chắc có bầu ngay. Anh có bầu rồi. Chắc đàn ông có bầu ngay. Chắc nắm tay có bầu ngay. Cô Ngân bữa nằm tay Gao Bạc đó mọi người. Xong rồi gây ra hậu quả là Gao Bạc có bầu. Xong cái bây giờ cô Ngân chối bỏ trách nhiệm. Thôi. Trong khi đó bây giờ Gao Bạc sắp đẻ rồi. Thôi. Này có giáp ba bên này này. Đấy. Gao Bạc sắp đẻ rồi mọi người. Mà cô Ngân chối bỏ trách nhiệm. Cô Ngân bảo là mình có bầu. À nhầm, mình không phải là tác giả của bào thai ở trong bụng của Gao Bạc. Gao Bạc buồn quá. Gao Bạc chừ đây. Cô Ngân đẻ ra. Giúp bà đâu anh?
Nhưng cái giáp ba đó anh đang định tự tử, xong lại anh lấy anh ra game mới. Này, đây này. Đấy. Nhanh lên. Đồ không có giáp ba đi xin người ta. Thôi khỏi xin nữa, đi cho con khác đi. Nhưng cho con khác thôi cho em đó. Nhưng mà em phải đồng ý làm cái tác giả cái bào thai của anh. Vì cái giáp ba không rảnh nha. Thôi. Bởi vì em... Sẽ ở bầu với con nè rồi bảo nuôi. Đâu? Ê, anh đang có bầu nè. Mà em lại là tác giả của bào thai đấy. Thôi chú uống thuốc hả? Không, anh uống chắc thuốc. Chắc con rồi. Trai có bầu ngay, chắc nắm tay có bầu ngay. Không, con trai cũng có bầu được em. Bình thường mà. Anh thấy bình thường chắc mà. Chắc bình thường ngay để bằng gì? Để bằng lỗ rún. Chắc lỗ rún ngay. À không. Mẹ nhắn tin, mẹ cũng biết anh có bầu nên mẹ nhắn tin. À, để bằng để bằng cái gì để bằng nách. Chắc bằng nách ngay. Anh để bằng nách em, bù trứng của anh nó nằm trên nách ấy. Thế nghiêm túc, đéo đùa đâu. Cho nên là nó sẽ phát triển to lên ở trên nách. Em là người đã nằm tay anh và là người đã làm cho anh có bầu thì theo anh nghĩ là em nên chịu trách nhiệm trước tất cả những gì em đã gây ra. Thôi, đừng có bị đặt nữa. Này, ai là người bịa đặt? Em làm cho anh có bầu rồi, bây giờ em không chối bỏ trách nhiệm, em lại bảo anh bịa đặt à? Hả? Chắc có bầu ngay. Chắc nắm tay có bầu ngay. Ủa Ngân ơi. Thôi, anh làm cho con nào có bầu rồi, anh bị ra rồi mấy mốt. Để ra đó rồi đem về bên vợ này nuôi. Nó có cái thính bị mất màu rồi. Rất có khả năng là thằng địch nó làm trên này. À không. Cái thính này nó chưa mất màu. Cái thính này nó chỉ là hơi bị tắt đèn thì thôi. Giờ này cúp điện thì mới biết nóng người đây ra rồi. Với tôi bao nhiêu lâu nay rồi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Vậy em bắn ai vậy? Bắn không xa. Đừng bắn anh nha. Em tính phi ta. Có đâu tôi. Cái bầu trong người anh đúng không? Em làm cho anh có bầu thôi, em để đó. Chắc có bầu ngay. Anh có bầu rồi. Thôi. Bây giờ anh phải chuẩn bị bỉm này, tã này, các kiểu này để chuẩn bị tới ngày hạ sanh. Ừ, tự nuôi nha. Em nuôi. Em là chủ của, em là bố của cái bào thai trong người anh mà tại sao em lại nói những cái điều đấy? Rồi bụng nó có to nè. Có, bụng anh chỉ to giống như kiểu Lý Đức ấy. Có mùi em ạ. Có thai sáu múi. Bụng anh có thai sáu múi. Cái chuyện cười hả? Không, chuyện này không có vui đâu. Vui mà. Nó không có vui. Vui. Không có vui. Vui. Bây giờ mà em không chấp nhận được cái bào thai của anh làm sao mà vui được? Vui. Không có vui. Tăng ghép này. Không có tăng, không thần tăng. Mà vẫn có thần tăng. Cậu né à? Cậu tình tăng luôn giáp của tôi chi. Tôi biết thừa. Trời ơi, đau như gao bẹt, thấy cái tăng dép là hù tới. Im lặng, mình tăng. Rồi làm sao? Làm sao, không sao ai biết. Rồi có thích gì? Bây giờ chỉ thử lòng người ta hỏi tăng dép kì. Rồi sao? Ước gì có người bảo là thua con Ngân tăng đi. Rồi giờ sao? Im tới luôn. Rồi thích như nào? Thôi. Giờ cậu tính sao? Đấy, mọi người thấy có chưa? Có người gì mà kỳ cục. Mình đã có bầu rồi, mình đã mang thai cho cô Ngân rồi. Chấp nhận là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đẻ bằng nách rồi. Đấy, thay cô Ngân đẻ con rồi mà chắc mỗi một cái tăng giáp ngay. Mỗi một cái tăng giáp mà không nhường được. Anh không biết đâu, bây giờ em tính như nào em tính đi. Bây giờ em không chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cái hậu quả của em gây ra thì em phải chắc hậu quả ngay. Trời ơi, đem cho con nào có bầu là bắt con Ngân nuôi. Đâu, cái này anh đẻ mà làm được con nào có bầu được. Thôi đi. Thiệt. Thôi, stop here. Anh hỏi thật nhá, cái này anh hỏi nghiêm túc này. Ừ. Khi mà một người phụ nữ ấy, họ mang bầu thì họ phải chuẩn bị những cái gì? Để đi đẻ. À mà biết, tự nhiên hỏi người chưa có kia. À. Đi về mà hỏi mỹ anh, tự nhiên hỏi vợ cho bà biết. Là em cũng không biết luôn hả? Chứ sao? Chán đó. Cô Ngân không tìm hiểu à? Thôi để có bầu với thằng khác mà chạy cho. Này, này. Cái bầu trong bụng anh đem xử lý sao đã? Bày đặt vô duyên.
Kệ anh chứ không phải bà vợ đâu tự nhiên. Em bữa em là chủ nhân. Con của ai để ra thì người đó nuôi. Em mới là chủ nhân tác giả của bào thai đó. Em là người đã làm cho anh. Nhưng mà ai để ra thì người đó nuôi. Uầy hay nhở. Vậy sau này ví dụ hai đứa mình cưới nhau mà nếu mà em để ra là em nuôi nhá. Không có cưới sân gì hết có người anh. Nó đi qua thính này. Này sao dễ mà qua thính đâu. Xe à. Thú vị nhỉ. Nó dùng xe được kìa. 15 trái bom keo của anh liệu rằng anh có hạ được thanh niên này. Ui hai xe chúng nó công nhau này. Trời ơi trốn á. Trốn á. Né đi. Còn lâu mới trốn được con ạ. Trốn rồi đặt chân trốn đồ. Em đi theo anh này, bo trong này này. Cố gắng đi theo anh. Không, đi theo cái con khác đi, mệt rồi. Em bây giờ cái bầu của em tính như thế nào, em tính luôn đi. Ủa tự nhiên cái bầu của em. Cái bầu của em. Chắc em làm ra có bầu thì bây giờ cái bầu của em. Cái gì? Bầu của anh. Bây giờ em chuẩn người bị cho anh. Người nào đi là con của người đó chứ. Kìa có thằng sau lưng kìa. Em chuẩn bị cho anh một chị cái gì hàng giáo á. Tìm cái gì cống á. Làm gì? Đi nè. Đây nè, chỗ cục đá này đang lúc nè. Đó. Đó. Sao nó không bắn anh? What nó the... yếu rồi. Không thấy nó hả? Không. Hả đây nè. What the hell. Bây giờ cô gân mới có kêu đầu. Tào lao. Em ơi. Hả? Anh giỡn em á. Thừ, rẫn. Kiểu anh đàn ông mà có bầu nói như lừa con nít tưởng vợ 1 tuổi anh. Kiểu anh đang là rất là tò mò. Không biết là nếu như mà một người phụ nữ có bầu thì họ phải chuẩn bị những cái gì để mà đẻ. Hay là phải chuẩn bị những cái gì để sau này lỡ mà hai đứa mình cưới nhau mà em có bầu anh còn phải chuẩn bị cho em chứ. Đúng không? Chắc biết được ngay. Sao không biết? Hỏi mẹ là biết rồi. Thì anh đi hỏi mẹ thôi nhưng hỏi vợ cho bà biết. Anh đoán. Anh đoán là vợ cũng tìm hiểu đâu. Rắn. Ai biết? Tụi em biết chứ bồ. Nó bắn anh gì? Đâu, nó bắn thằng nào, nó bắn thằng xóm em mà. Bắn anh thiệt em ạ. Đấy, đã lẽ là nó không bắn anh đâu. Thì em nói, nó mới bắn anh. Rồi. Nó ở trên nhà lờ em. Nhà lờ ngoài bo này, lờ ngoài bo. Thì đứng ở trong bo mà. Có đứng ngoài bo đâu trời. Uầy, tại sao mình bị nhiều hướng bắn đấy? Đâu rồi? Có thằng đứng ngay đây nó bắn hay không? À, phóng lựu của con. Trời, sao mà gãy rồi? Trời ơi! Tất cả là tại Gao Bạc. Tất cả là tại cô Ngân. Gao Bạc hết. Cô Ngân hết. Ok thì video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe kênh của mình. Và cho video một like, một subscribe nha. Bye bye. Vậy luôn, học đâu ra vậy? Không biết. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi.